Xin chào, mình là Tùng, mình sinh năm 1992. Hiện tại mình đang ở Thái Bình, Long Biên, Hà Nội. Mình thì cũng bị cái đi lâu rồi, phải tầm 20 năm rồi. Cũng biết, thì cũng không để ý đâu. Thì đi khám cho các cháu, thì cũng tìm hiểu cho các cháu, thì cũng thấy mình có những biểu hiện như thế. Thì cũng lên kênh YouTube thì cũng thấy tìm thấy những video của bác sĩ Trung hướng dẫn cách cắt thắng nữa cho trẻ, thì mình cũng đi khám xem mình có bị biểu hiện không. Mình nói rất khó, chẳng nó có kiểu khó chịu ở lưỡi, phát âm không được chuẩn, và thấy nó đúng trong sinh hoạt nó hay bị không thoải mái. Trường hợp mà dính thắng lưỡi của bệnh nhân trên người lớn thì bản thân là nhỏ thì mọi người ngày xưa không hay để ý, nhưng mà bây giờ thì mình phát hiện ra. Em co đầu lưỡi cho anh, co đưa lưỡi ra ngoài. Nghĩa là gì? Khi chúng ta để ý rằng là gì? Khi mà kéo lưỡi, co đầu lưỡi thì là lưỡi không thể co được, bởi vì cái thắng lưỡi này của chúng ta làm sao nó dính ngay vào gần vị trí đầu lưỡi. Nó tùy phân chia ở cái mức độ của chúng ta, thì chúng ta có thể phân chia thành nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể là gì, tính từ cái vị trí đầu lưỡi này thì xem cái vị trí chân của cái bám này nó bao nhiêu. Ví dụ như là gì, nó phân chia là gì, mức độ độ 1 của chúng ta thì ví dụ như là gì, nó có thể kéo dài từ khoảng 13 đến 16 mm. Đấy. Cái độ 2 thì nó chỉ khoảng 8 đến 11 mm thôi. Cái độ 3 là nó khoảng dưới khoảng 7 mm, từ 4 đến 7 mm. Và độ 4 là gì, nó bám sát vào ngay vị trí ở cái vị trí này. Thì đấy chính là có thể phân theo độ. Còn cái loại thì chúng ta có thể là phân theo nhiều các loại khác nhau. Ví dụ bám cái phanh lưỡi này, nó có thể cái loại là bám là gì? Bám vào đầu lưỡi, bám vào dưới gốc dưới đầu lưỡi dưới. Bắt đầu là dưới tiếp tục và nó bám vào dưới. Nghĩa là độ 1 thì nó ngay bám vào vị trí ở ngay đỉnh của đầu lưỡi để chúng ta làm. Mục tiêu của chúng ta là gì, khi mà làm chúng ta sẽ giải phóng cái thắng lưỡi này ra để giúp bệnh nhân làm sao có thể chuyển động được cái lưỡi tốt hơn. Chúng ta phải để ý rằng ở đây nó có một cái ống, đó là cái ống ốt tông ở đây này, ống tuyến nước bọt này. Đấy. Trên này của mình nó có một cái lỗ tuyến stylo ở đây. Đây nó sẽ ở cái vị trí đằng 6 này. Nó sẽ được dùng để phun. Cái hệ thống này nó sẽ phun nước. Nó tưới nước toàn bộ. Đây chính là hệ thống tuyến nước bọt, nó phun nhầy ở đây. Đấy. Có những lúc chúng ta thế là chúng ta mở miệng bệnh nhân ra thì há miệng hoặc là cho tí chua ở đây phát thì nó kích thích làm sao nó co bóp các cái ống tuyến, nó phun ra giống như kiểu cái giếng để chúng ta làm. Đấy. Thì cái chúng ta làm rất đơn giản thôi, chúng ta phải gây tê nhẹ nhàng một chút xíu đối với bệnh nhân. An toàn nhẹ nhàng cho. Chúng ta giải phóng được xong cái phần lưỡi ở dưới này để cho cái lưỡi nó bám. Chúng ta thấy là gì, cái đầu lưỡi của chúng ta thấy là nó giải phóng ở đây. Em quay vào đây cho anh để cho mọi người nhìn. Chúng ta đã giải phóng được vị trí này đến đây khoảng 1 cm. Đấy, anh có thể thêm một chút xíu nữa để xíu hai bên để cho nó cái nó có thể giải phóng tốt hơn nữa. Đấy, co lưỡi cho anh. Dễ chịu hơn không? Co lưỡi. Chúng ta có thể giải phóng thêm một chút xíu cái giải sơ nhẹ ở đây để cho cái lưỡi nó có thể là gì, dễ dàng hơn. cho tới nãy chả. Luôn luôn nhớ cắt sát vào vùng gốc 10. Giải phóng tối đa cho bệnh nhân để không chảy máu. Còn lưới lại chảy. Hạ to hết cơ. Còn lưỡi này. Hạ to hết cơ. Hút nước bọt đi chảy. Cầm này chảy. Hạ to hết cơ chảy. Đó, cái này nó không chảy máu. Co lưỡi lại cho anh. Bây giờ co đầu lưỡi. Đó, cái lưỡi thì bắt đầu hoạt động được tốt hơn. Đấy. Thì cái này em về em phải nói chuyện nhiều nhé. Co đầu lưỡi nhiều. Bởi vì nó tránh cái tình trạng để nó dính cái vết cát này để cho nó giải phóng luôn nhé. Nghĩa là ngày hôm nay thì em cảm thấy em nói ít thôi để cho nó cập máu. Ngày mai thì này em co lưỡi nhiều. Co sờ. Còn là nói chuyện nào. Sờ. Ngậm miệng ngậm này. Nó nuốt bọt lại. Sờ. Co lưỡi. Đúng rồi, co. Hoặc là co lưỡi vào miệng, đúng rồi đấy. Đấy, đúng rồi, hàn to hết cỡ chơi. Há hết cỡ. Co lưỡi rồi, co đi, co hết cỡ. Co hết cỡ. Đúng rồi, co lưỡi đi. Hàn to. Há hết cỡ chơi. À, hàn to hết cỡ. Trong nhà mình thấy rất là thoải mái, không đau. Rất nhẹ nhàng và mình không cảm nhận được gì. Sau cắt miệng dạy quần cũng không đau nữa. Không đau, không biểu hiện có khác. Nói chuyện rất thoải mái. Khi mình phát âm nó sẽ không bị níu lại như trước. Cái cảm giác khó chịu cho mình. Lúc đầu mình cũng khá nó lắm là căng thẳng. Nhưng mà sau đến lúc mà được bác sĩ cắt thì thấy bình thường, không cảm nhận được gì. Rất là thoải mái.